Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán giả đến với channel TV Media. Quý vị tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin liên quan về cuộc chạy đua tranh cử chức vụ dân biểu liên bang giữa Derek Trần và bà Michelle Steele. Thì ngày hôm nay Tiến Dũng đang có mặt ở nhà hàng Golden Sea để gửi đến quý vị những hình ảnh về buổi dạ tiệc gây quỹ cho ông Derek Trần, người ra ứng cử chức vụ dân biểu liên bang. Quý vị, theo như Tiến Dũng ghi nhận thì ngày hôm nay tại nhà hàng này có rất là đông quý đồng hương, quý dân cử cũng như là có những vị quan khách đặc biệt cũng có mặt ở trong đây. Thì bây giờ Tiến Dũng xin mời quý vị cùng theo dõi. Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị bác Nguyễn Thế Ngọc, là cựu sĩ quan tình báo quân lực Việt Nam Cộng Hòa, năm nay đã ngoài 90. Với chúng tôi là tạ ơn Thượng Đế Chúa Mẹ Phật Trời ban bình an cho chúng ta trong ngày hôm nay. Lời thứ nhì, xin kính cảm ơn 58.479 quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh để bảo vệ miền Nam Sài Gòn Việt Nam Cộng Hòa và lá cờ vàng và sọc đỏ của chúng tôi. Xin kính tri ân tất cả những gia đình có con cháu thân nhân 58.479 người quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh vì miền Nam Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi. Kính thưa quý vị, tôi bị áp huyết cao lên tới 180, gọi bác sĩ dư suy thì bác sĩ nó phải vô liền, chứ nếu không thì mạch máu mình nó sẽ bị ảnh hưởng, cho nên tôi phải vào. Vào đó thì họ vô nước biển, mình vô xuống. Một ngày thì tôi khỏe, tôi về, tôi cứ bị nữa. Thì khi tôi ra, tôi về nhà, thì tôi gặp cái hình ảnh mà bà Michelle bà gửi tới tận nhà các cử tri, chụp mũ Derek Trần là một người cộng sản được đảng cộng sản ủng hộ. Thì tôi rất buồn và rất tức giận, là vì tôi biết bà Michelle lúc còn làm supervisor bà tham nhũng, bà lấy miếng đất ở New Bột Bích bán có mười mấy ngàn. Nhưng mà dân nếu bộ biết là dân họ đấu tranh, cho nên bà không bán được. Và bà còn bỏ phiếu để thông qua là không cho điều tra những vấn đề mà tham nhũng dũng lạm của các supervisor ở trong Oxy County. Hồi xưa năm điếc tiếp có 10 tỷ thôi, bây giờ tôi nghe nói là hình như 20 tỷ. Và chỉ có viết cái bốn chữ đã đảo cộng sản, mà tại sao chúng ta cứ bỏ phiếu cho bá đắc cử hoài? Tôi buồn, tôi đau, tôi không tìm được câu trả lời đó tại sao. Cho nên may mắn, có lẽ là Thượng Đế Chúa Mẹ Phật Trời thương người Mỹ gốc Việt chúng ta, cho nên cho một người trẻ là anh Derek Trần. Lời đầu tiên tôi cảm ơn anh đã thay mặt người già đầu quân quân đội Hoa Kỳ hy sinh xương máu, hy sinh cả cái tuổi trẻ của anh để phục vụ Hoa Kỳ. Cảm ơn đất nước Hoa Kỳ đã cung ăn người già chúng tôi. Điểm nữa, anh cố gắng học thành một luật sư để mà anh phục vụ giúp cho những người cô thế. Ngần ấy điểm cũng xứng đáng cho chúng ta phải ủng hộ bỏ phiếu cho anh Derek Trần, là vì đây là cơ hội ngàn vàng. Từ xưa giờ chúng ta không thấy một người trẻ nào mà có đủ cái khả năng và cái tính tình tốt cũng như là một người hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa thật sự. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các chiến hữu, các đồng hương, các cử tri ở địa hạt 45. Dù chúng ta không ở địa hạt 45 nhưng có bà con hay là bạn bè đó, chúng ta cũng vận động bỏ phiếu cho đây chúng cần để người Việt, Mỹ gốc Việt chúng ta có tiếng nói ở Liên bang Hoa Kỳ, hầu tranh đấu những quyền lợi cho cái người mà thấp cổ bé miệng như chúng ta. Trước khi tôi sức khỏe càng ngày càng kém, có thể tôi sẽ rời thế gian, nhưng cái điều mà quý vị hạnh phúc giúp cho tôi sống thêm nữa là tôi thấy
mong rằng kỳ này trái đất trường, trái đất tầng sẽ đắc cử dân biểu liên bang địa hạ phú. Tôi không biết gì hơn, tôi cầu xin tất cả mọi người hãy giúp tôi ước nguyện cuối đời của một người tị nạn già may mắn sống còn ở trên Sài Gòn đạt thành ý nguyện đó, mà không phải của tôi đâu, cũng có rất nhiều người ao ước có một người hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, con cháu thật sự tị nạn và đã thay mặt chúng ta cả ơn đất nước Hoa Kỳ cưu mang người già chúng ta được vào dòng chánh phục vụ cả ơn đất Mỹ và phục vụ cộng đồng chúng ta. Tôi xin cảm ơn. Cảm ơn các quý vị. Một tràng pháo tay thật lớn cho ông Nguyễn Thế Lộc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và thưa quý vị, nãy giờ chúng ta nghe những câu chuyện rất là đặc biệt mà chúng tôi đưa ra, đó là cái chị Đào người thứ nhì đó. Tức là chưa bao giờ mà mình để ý tới những câu chuyện giống như vậy, nhưng mà thật sự là thấy rất là kinh khủng. Và hy vọng là kỳ này năm 2022 thì chúng tôi luôn cũng bầu cho Michelle Steel, bởi vì không có người Á Châu này hết, thấy bà Á Châu cũng là bầu vô. Nhưng mà năm nay thì chúng ta lại khác rồi, khi mà hiểu biết nhiều hơn thì chắc chắn là tất cả những người Việt của chúng ta phải đưa được một người gốc Việt vào Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ rất là quan trọng. Bây giờ thì chúng ta phải nói là cảm ơn cho anh chủ nhân nhà hàng ở đây, Golden Sea. Anh đã tổ chức một cái buổi rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì anh có vài lời nói với chúng ta, và anh sẽ làm ca sĩ luôn, sẽ hát cho quý vị nghe một bài. Xin mời anh Tuấn. Tuấn đẹp trai. Ở tiệm tôi có bán thuốc mọc tóc. Nếu mà anh cần thuốc mọc tóc đó thì anh tới tiệm Tình Tư Quỳnh của chúng tôi nha. Các người anh chụp được luôn rất nhiều mà mấy người lòng lớn không ai có tóc với anh đây. Dạ, thầy cho con xin phép thầy sẽ ngày hôm nay xin hỏi quý vị có khỏe ngày hôm nay không ạ? Dạ, xin cảm ơn đến ông bộ với Derek. Con xin phép được 2 phút để nói về Derek. Thì chính bản thân của con chưa bao giờ, chính bản thân của em chưa bao giờ nói về chính trị và chưa bao giờ đứng công khai để ủng hộ bất cứ một ứng cử viên nào. Nhưng ngày hôm nay em phải đứng lên vì em nghĩ đây là sự rất là quan trọng cho tương lai của cộng đồng người Việt của chúng ta. 30% sắc dân của chúng ta trong quận này là người Mỹ gốc Á, và người Việt của chúng ta có nhiều sắc dân nhất trong quận hạt này. Nhưng mà trong 49 năm nay chúng ta chưa có tiếng nói trong quốc hội. 49 năm rất là khá dài. Thì trong chúng ta có những người tới đất Mỹ không có một đồng xu dính túi, nhưng mà đến ngày hôm nay nhìn cộng đồng của chúng ta phát triển rất là mạnh và có rất là nhiều người thành công về mọi lĩnh vực, như học vấn, về business, rồi về học thuật nữa. Rất là nhiều người thành công. Thì bản thân của em tin chắc rằng ngày mai chúng ta sẽ có được một người Mỹ gốc Á đến từ, em xin lỗi, người Mỹ gốc Việt luôn, đến từ California đi thẳng vào quốc hội. Đó là anh Derek Chen. Dạ. Ủa, sao nghe thấy Derek Chen mà sao vỗ tay nhỏ vậy ta? Từ lớn lên chút xíu thôi đúng không ạ? Dạ. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Thông điệp này cần phải khuếch đại. Chúng ta cần phải làm việc sát cánh bên nhau để đưa Derek về thẳng quốc hội, làm việc cho chúng ta, đại diện cho tiếng nói của người Việt của chúng ta ở quốc hội. Có được không ạ? Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Vâng, tôi là giáo sư Phạm Thị Huê, và cái lý do hôm nay tôi tới đây để ủng hộ Derek Chen, ứng cử viên vào Quốc hội Liên bang, là vì có thể nói là một cái lý do rất là ích kỷ. Ích kỷ ở cái chỗ đó là tôi trả lời lại tiếng nói lương tâm của tôi, là tôi biết rằng đây là một cái cơ hội bằng vàng cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Sau gần 50 năm ở trên nước Mỹ, sẽ có một người xứng đáng đại diện cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Cho nên tôi ủng hộ để sau này tôi không có phải hối hận với lương tâm của tôi, và tôi cũng không phải hối hận với con cháu của chúng tôi. Nếu mà con cháu của tôi sau này biết được có cái cơ hội như thế này mà tôi không lên tiếng, cho nên tôi lên tiếng ủng hộ Derek Chen. Và tôi ủng hộ Derek Chen vì tư cách của Derek Chen và với cái quá khứ của Derek Chen, là con của một người tị nạn Việt Nam, gia đình đã mất mát rất nhiều,
nhưng mà đã vươn lên, đã học hỏi và nhất là lại trở thành một quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên Derek Trần cố gắng có đủ tư cách để vào Quốc hội, và như vậy tôi ủng hộ Derek Trần. Tôi kêu gọi quý vị hãy nhìn kỹ vào lương tâm của mình, hãy tự đặt câu hỏi, nếu chúng ta đã mất mát tất cả để tới xứ tự do này, quê hương thứ hai của chúng ta, để bảo vệ cái sự tự do, bảo vệ hiến pháp của Hoa Kỳ, thì Derek Trần là người sẽ là tiếng nói cho chúng ta, một tiếng nói rất quan trọng tại Quốc hội Hoa Kỳ. Nếu chúng ta không ủng hộ Derek Trần kỳ này, có lẽ chúng ta sẽ không có cái cơ hội thứ hai. Cho nên tất cả chúng ta, những người Việt Nam, những người sống trong địa hát 45 phải bỏ phiếu cho Derek Trần. Tôi không ở địa hạt 45, cho nên gia đình tôi 5 người mà không được bầu cho Derek Trần. Tôi hy vọng rằng bạn bè của tôi và những người nghe được tiếng nói của tôi hôm nay hãy đứng lên bầu cho tôi để được 5 phiếu cho gia đình tôi. Xin cảm ơn. Kính quý vị đồng hương, tôi là Tâm Trương, hiện là Sergeant Cảnh sát Supervisor của khu vực Evergreen trong cơ sở cảnh sát San Jose và là ứng cử viên Hội đồng Thành phố khu vực 8 vùng Evergreen và East San Jose. Vì là một nhân viên cảnh sát và sinh sống cùng gia đình trong vùng 18 lâu năm, nên tôi hiểu rất rõ là sự quan tâm lo lắng về vấn đề an ninh, nhất là trong vùng Evergreen, cũng như vấn đề homeless, công an việc làm, phát triển kinh tế địa phương. Tâm Trương luôn luôn trân trọng và hứa sẽ không phụ lòng, tín nhiệm và sự tin tưởng của quý vị. Xin bầu cho Tâm Trương, cảm ơn toàn thể quý vị. Văn phòng quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi, vẫn được quốc tịch, tù tội, vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermarket, điện thoại 714-756-0946. Restore Med Spa and Wellness Huntington Beach chào đón quý khách với các bác sĩ y tá dày dặn kinh nghiệm và công nghệ chống lão hóa tiên tiến nhất. Chúng tôi cung cấp các liệu trình sức khỏe trẻ đẹp toàn diện như Potenza RF Microneedling tạo collagen giảm nếp nhăn kích thích mọc tóc, Picosu Pro Laser trị nám, liệu trình tế bào gốc giảm đau khớp kéo dài tuổi thọ, truyền IV bồi dưỡng sức khỏe tăng cường miễn dịch thải độc gan. Liệu trình giảm cân hiệu quả, máy Optilite IPL trị khô mắt. Hãy đến với Restore Med Spa để trải nghiệm sự khác biệt. Dạ vâng, thưa, đúng ra bà Michelle Steele là một, có thể nói là một chính trị gia lão luyện, một chính trị gia có cái bề dày sinh hoạt với Đảng Cộng Hòa. Và như vậy, bà ấy luôn luôn được Đảng Cộng Hòa ủng hộ. Mặc dù là trong quá khứ, bà ấy không hề đại diện cho tiếng nói của cộng đồng Việt Nam. Trong 4 năm qua, có bao giờ bà ấy tới tham dự những sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam chúng ta không? Bà ấy chỉ show up, bà ấy chỉ đưa mình lên sân khấu khi mà có những buổi mà tuyên dương bà ấy, hoặc là bà ấy muốn tuyên xưng một cá nhân nào ủng hộ bà ấy thôi. Có bao giờ bà ấy tới những sinh hoạt của các trường Việt ngữ trong cộng đồng Việt Nam chúng ta? Có bao giờ bà tới tham dự hội chợ Tết sinh viên của Tổng hội sinh viên Việt Nam không? Thì bà ấy lão luyện, nhưng mà bà ấy lão luyện để mà đưa tới cái vinh danh, cái quyền lợi riêng cho bà ấy thôi. Đó. Cho nên Derek Trần tuy rằng là một người mới, nhưng mà cái gì cũng vậy, nó có cái bắt đầu. Và tôi biết là Derek sẽ có một cái bắt đầu rất là vững chắc, và anh có khả năng, anh có tư cách, và anh cố gắng sẽ học hỏi. Cho nên tôi tin tưởng vào những người như vậy hơn là những người như là bà Michelle Steele. Và tôi cũng xin nhắc lại đó, người ta nói rằng a journey with a thousand miles start with the first step. Derek Trần start với một cái bước chân vững vàng, và chúng ta cùng nhau tiến bước với Derek Trần. Cho nên tôi tin tưởng vào Derek Trần. Dạ, thưa giáo sư, cách đây vài ngày thì ở trên đường Bô Sa có một buổi là biểu tình chống lại bà Michelle Steele. Trong đó người ta nói đến cái chuyện là bà Michelle Steele đã vinh danh ông Hồ Xuân Sơn. Bạn cũng được biết rằng những thông tin ở bên Michelle Steele thì nói rằng đó là cái thời gian mà bà làm giám sát viên chứ không phải là hiện tại. Có nghĩa là phía bên đối nghịch là bên Derek Trần dùng đó là cái thủ thuật. Thì đối với giáo sư thì ý kiến gì về này ạ? Vâng, cái con người mà đã làm những cái việc trong quá khứ thì cái ảnh hưởng của những việc ở trong quá khứ nó vẫn kéo dài.
Và chúng ta phải tự hỏi tại sao bà làm như vậy. Bà làm như vậy để bà dấn thân, để sau này bà có cái cơ hội để mà liên lạc với bên Việt Nam, để mà liên lạc với những tòa lãnh sự của Cộng sản Việt Nam ở đất nước này vì cái lợi ích riêng của bà. Bà nói cái thời đó bà làm supervisor là một vị trí rất là quan trọng chứ, mà tại sao bà ấy lại dám tuyên xưng Hồ Xuân Sơn? Thấy không, mà lúc đó có rất nhiều người Việt Nam tới biểu tình chống lại bà ở South Coast Plaza. Những người đó bây giờ đâu? Tôi thấy rằng cái chuyện đó là cái chuyện rất là vô lý. Trong đầu óc của bà đã có cái sự gọi là đã châm ngòi cho cái vấn đề để mà ủng hộ Cộng sản được, làm sao mà chối cãi được. Cho nên cái điều đó là cái điều chúng ta phải suy nghĩ. Đừng có nghĩ rằng cứ làm như vậy thì cái chuyện nó đã không, cái chuyện nó không có qua được. Phải suy nghĩ cho kỹ trong cái cuộc bầu cử năm nay. Chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ càng. Và tôi cũng chỉ mong rằng quý vị nghe theo tiếng nói của lương tâm và cái đầu óc suy xét của mình để làm cái lựa chọn cho vững chắc. Thưa quý vị, âm nhạc thì ồn ào, nhưng mà chúng ta vẫn nghe được lời, những cái lời chia sẻ. Derek Trần là một cựu quân nhân Hoa Kỳ. Chúng ta thấy bị chống đối những người mà chưa bao giờ khoác áo quân phục, nhưng mà lại chống đối những người sẵn sàng hy sinh cái mạng sống của mình cho đất nước. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe một tiếng nói của một thế hệ trẻ. Anh cũng là một cựu quân nhân cùng thế hệ với Derek Chang. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho Đức Nguyễn. Xin kính chào quý vị. Em tên là Nguyễn Minh Đức. Hôm nay Đức đứng đây là một cựu chiến binh và rất tự hào đã phục vụ 4 năm trong lục quân Hoa Kỳ từ năm 2015 đến 2019. Đức là một cử tri của địa hạt 45 và rất hân hạnh được có mặt tại đây hôm nay. Hôm nay là niềm vinh dự lớn để hỗ trợ và ủng hộ cho luật sư Derek Trần. Trong quân đội, Đức học được ý nghĩa thật sự của lãnh đạo và phục vụ. Nhưng lãnh đạo không chỉ là những gì chúng ta làm ở nước ngoài, mà còn là cách chúng ta phục vụ cộng đồng ngay tại quê nhà. Derek không chỉ là một người lính, anh ấy là một người đã cống hiến bản thân để phục vụ cộng đồng này. Chúng ta cần một người lãnh đạo không chỉ hiểu mà còn hành động, không chỉ lắng nghe mà còn lên tiếng. Người đó là anh Derek. Những cựu chiến binh chúng ta cần một người lãnh đạo thật sự hiểu rõ những khó khăn chúng ta đang đối mặt và sẵn sàng giúp đỡ. Derek, một người lính như chúng ta biết rõ những trở ngại mà chúng ta đã trải qua. Vì vậy, Đức rất tự hào khi bỏ phiếu cho anh Derek, đại diện của chúng ta và tiếng nói của cộng đồng người Việt tại địa tạc 45. Mọi người hãy đi bầu và cùng nhau ủng hộ cho anh Derek để xây dựng một tương lai mạnh mẽ và thịnh vượng hơn cho cộng đồng của chúng ta. Yeah. And now I'd like to say a few words in English. As a U.S. Army veteran and a proud Vietnamese American, I stand with Derek Jones because I believe he will be our next representative and our voice. For the first time in 50 years, let's make history by electing Derek Tran as the first Vietnamese American to represent our 45th district in the United States Congress. Veterans for Derek, thank you.
Andy xin cảm ơn quý đồng hương đã cho Andy cơ hội phục vụ trên 30 năm qua. Andy luôn đặt quyền lợi quý khách lên hàng đầu với tất cả tấm lòng, dùng chất lượng cao và độ bền bỉ. Nay Andy tranh cử vào chức giám đốc sở vệ sinh môi trường, chuyển rác thải thành cây xanh bốn mát, trồng thêm phượng vị khắp Bô Sa, tạo phương tiện cho du khách gần xa đến thăm viếng, tạo nền kinh tế cho Westminster cũng là đền đáp tứ trọng ân. Andy xin quý đồng hương hãy bầu cho Andy vào ngày 5 tháng 11 này với chức giám đốc sở vệ sinh môi trường. Andy xin chân thành cảm tạ quý vị. Kính thưa quý đồng hương, chúng tôi là cựu nghị viên Phát Bùi, vừa mãn nhiệm kỳ 8 năm phục vụ cư dân, nay tiếp tục dấn thân tranh cử thị trưởng thành phố Garden Grove. Là thị trưởng, chúng tôi quyết tâm bảo vệ an ninh cho cư dân thành phố bằng cách mạnh tay giải quyết nạn vô gia cư, tăng cường thêm cảnh sát, truy bắt tội phạm, kể cả tội trộm cắp dưới 1.000 đô, cải thiện thời gian được xét xây thêm nhà ADU xuống còn vài tuần. Xin đồng hương hãy dồn phiếu trước ngày 5 tháng 11 cho Phát Bùi, một người tận tâm, nhiều kinh nghiệm và luôn phục vụ cho cộng đồng. Cuộc đua địa hạt 45 có một vài chi tiết mà chúng ta cần nhớ. Tôi nghĩ rằng là ít người trong chúng ta nhận ra một chuyện là khi địa hạt này được bẻ lại, dồn hết ba thành phố mà người Việt đông nhất ở đây, thành phố Cardiff, thành phố Westminster, thành phố Palm Valley vào cùng một địa hạt. Thâm ý là gì? Thâm ý là muốn một người Việt Nam đại diện ở tại Quốc hội. Mới đây, trường đại học Cal State Fullerton vừa mới có một cái thống kê cho thấy, quý vị biết ba thành phố này có bao nhiêu người gốc Việt sống không? 44.6% gốc Việt sống trong ba thành phố này. Và cả địa hạt 45, 17% người Việt, chỉ có 5% là người gốc Hàn thôi. Nhưng mà quý vị không đưa được Đất Trần vào Quốc hội hay sao? Quý vị nghĩ sao? Trên toàn quốc Hoa Kỳ, thống kê năm 2020 cho biết là có 2.200.000 người Việt Nam sống tại đất Mỹ, chỉ có 1.800.000 người gốc Hàn. Nhưng mà người gốc Hàn có tới 4 đại diện ở tại liên bang, chúng ta có zero. What you want to do? Quý vị sẽ làm gì? Bầu cho Derek Chen. Không những lá phiếu của chúng ta, mà quý vị phải chia sẻ cho tất cả những người chúng ta biết. Quý vị sống ở Nido Sài Gòn, chúng ta có 44.6% người Việt, mà chúng ta không đưa được một người Việt vào địa hạt liên bang hay sao? Quý vị phải nói cho tất cả, nếu mà chúng ta không làm được, điều đó là một cái điều xấu hổ cho chúng ta. Quá xấu hổ. Tất cả các dân tộc khác, họ đều mong muốn làm sao con người của họ vào cùng một địa hạt. Quý vị phải để ý, người ta chia rẽ những cộng đồng nhỏ ra để làm gì? Để những người trong cộng đồng nhỏ không có tiếng nói của liên bang. Nhưng chúng ta, người ta dồn chúng ta lại. Và vẫn có những người cũng cùng là người Việt mà chúng ta tìm cách xông xé được nhau. Đó là những gì quý vị chúng ta biết chúng ta cần phải làm gì? Yes! Vote for Derek Chen. Yes! 44.6% người Việt ở ba thành phố này, thưa quý vị. Chúng ta là đại đa số chủng tộc nằm ở khu vực này. Trách nhiệm của quý vị là làm sao chúng ta đưa tiếng nói của thủ đô tị nạn. Chúng ta rất là hãnh diện đi ra mọi nơi, chúng ta nói rằng là thủ đô Lido Sài Gòn là thủ đô của người Việt tị nạn. Nhưng mà chúng ta lại không có tận dụng được cơ hội này. Thưa quý vị, đó là một điều đáng xấu hổ. Và thưa quý vị, chương trình của chúng ta phải giữ trong cái không khí im lặng thế này, tại vì có một cái cuộc họp. Và chúng tôi hy vọng rằng là quý vị có thể nghe những cái thông tin này và chúng ta biến nó thành hành động. Và đó là cái điều tất cả mọi người chúng ta, giống như cô Phạm Thị Huê nói gì, nếu chúng tôi không, cô không có làm được cái việc này, cô xấu hổ với thế hệ mai sau, cô xấu hổ với thế hệ con cháu. Tại sao tiếng nói chúng ta không có ở tại quốc hội liên bang? Và quý vị nên nhớ, năm sau là chúng ta sống ở đất Mỹ này bao nhiêu lâu quý vị? Nửa thế kỷ, 50 năm.
50 năm quý vị trưởng thành chưa? Yes! Chúng ta trưởng thành, chúng ta quá già ở cái ở nơi đây rồi mà chúng ta không làm được việc này hay sao? 50 năm rồi thưa quý vị, chúng ta we have to do something substantial, một cái gì đó thật là rõ ràng. Thì thưa quý vị, đó là nhiệm vụ của tất cả quý vị và chúng tôi. Cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị, đứng trước mặt quý vị đó là anh Khải Đào. Ngày hôm nay anh có mặt trong buổi tiệc gây quỹ của ứng cử viên Đinh Đức Trần, ứng cử viên chức vụ dân biểu Liên bang Hoa Kỳ. Và bây giờ kính mời quý vị cùng nghe bài ý kiến của anh. Trước hết là mến chào anh Khải ạ. À, xin anh cho biết cái lý do anh có mặt nơi đây cũng như là anh nhìn gì về cái khả năng của ứng cử viên Đinh Đức Trần ạ. Dạ vâng, xin chào tái ngộ anh Mai Tiến Dũng cũng như thân ái kính chào tái ngộ quý khán giả của TD Media. Thì thưa anh, rõ ràng nếu mà Michelle Steele thì trừ những người nào không hề quan tâm đến sinh hoạt chính trị của quân cam, còn thầy nghĩ là hầu hết đều biết bà Michelle Steele rồi phải không ạ? Tức là bà từng làm giám sát viên, bà là vợ của ông Sean Steele, và rõ ràng là có những người nói là bà là bảo mẫu, mà rõ ràng là ông Sean Steele từ năm 2004 đã nói là ông là người đào tạo ra lúc đó là sinh viên Trần Thái Văn để ra tham chính và làm nghị viên luật sư Trần Thái Văn. Thì thưa anh, nếu mà nói về là một người mà kỳ cựu đó, thì rõ ràng là bà là một người kỳ cựu có thành tích, đúng không ạ? Từng là dân cử mấy chục năm trời, vợ của một ủy viên trung ương Đảng Cộng Hòa, chủ tịch Đảng Cộng Hòa California. Nếu mà so sánh như vậy, nhìn vô ông luật sư Đức Trần thì so với anh em mình cũng còn là trẻ, đúng không ạ? Nếu như nói như mấy cụ nói thằng con nít, đúng không ạ? Tức là cũng chưa có thành tích, chưa có giữ một cái địa vị gì trong chính trường hết. Nhưng mà thưa anh, nếu mà nhìn ở góc độ đó mà nói là hướng đến tương lai, như anh thấy nếu mà nói như vậy là con anh không bao giờ có cơ hội à? Đúng rồi, con anh bây giờ đang đi học, anh muốn con anh ra trường là cứ phải bị mấy thằng già như mình đè đầu hoài không? Nói mày đi ra chỗ khác chơi, mày đi chỗ khác, tao nè, tao làm đây mấy chục năm rồi. Đúng không? Mày 18, 20 biết gì đi chỗ khác chơi. Xã hội Mỹ nó không có như vậy. Đúng không ạ? Mình phải thấy cái tiềm năng. Có thể là người ta bước, chắc chắn là Khải Bảo là bước đầu là chấp chứng, anh mới chưa có kinh nghiệm, anh phải học hỏi. Nhưng mà quan trọng là cái tiềm năng. Và Khải nhìn, Khải phải thấy cái đạo đức. Cái đạo đức, cái bản chất con người, nó gọi là character, đúng không ạ? Tư cách, nhân cách, tiềm năng. Và quan trọng người ta có chịu học hỏi, người ta có tinh thần, có nhiệt tâm, thành ý để phục vụ cộng đồng hay không. Mà cái đó thì hôm qua Khải đã chứng minh rồi. Khải đã chứng minh là vợ chồng bà Michelle Steele là bàn tay lung lá đã tạo ra cái băng đảng Trần Thái Văn. Tức là bà thật sự băng đảng Trần Thái Văn chỉ là cũng như con rối để vợ chồng Michelle Steele và Sean Steele giật dây điều khiển từ xa để mà lũng đoạn, khống chế, lợi dụng cộng đồng mình mấy chục năm nay, lợi dụng cái khối cử tri gốc Việt để họ xây dựng thế lực để họ trục lợi thôi. Bằng chứng là họ có thể ký hợp đồng với tàu cộng mấy trăm triệu đô la. Đúng rồi, nổi qua cái sự kiện của Andrew Đỗ là anh biết là họ có thể trục lợi được bao nhiêu từ ngân sách quận rồi. Huống hồ là họ nói chuyện, ông là chủ tịch Đảng Cộng Hòa mà. Anh tưởng tượng ông nói là tao nè, tụi bay yên tâm đi, mấy thằng Việt Nam này tao nắm nó trong tay tao nè, mấy con nuôi của tao, Trần Thái Văn, Chí Tạ luôn đó. Nói một tiếng là tụi này là chỉ cần đến sắp bầu cử, nó đổi tên đường, nó tổ chức cho nghe nhạc, cho vài miếng chạy giò là coi như là mình phe ta đắc cử hết. Và rõ ràng là như vậy thưa anh, lợi dụng chiêu bài chống cộng, núp bóng cờ vàng, mấy chục năm nay tụi nó tự xưng là con cưng cộng đồng. Thưa anh Khải, hồi nãy thì anh nói tới vấn đề là đạo đức á, thì nghe có vẻ như thế nào đó, em chưa hiểu hết gì điều này thưa anh. Đạo đức thì rõ ràng giống như Khải nói, cứ coi như là Đức Trần là một tờ giấy trắng đi, đúng không ạ? Tức là bây giờ anh có công ty, anh mướn Khải vô, Khải làm với anh mấy chục năm rồi, ít nhất anh biết con người của Khải, khả năng của Khải, trình độ của Khải, cống hiến của Khải, đúng không? Mà giống như Khải nói, mà nếu mà thật sự mà Khải là trung thành, Khải giỏi giang, Khải có nhiều công lao thì có lẽ anh đã cho Khải trở thành là coi như đồng gọi là partner đó, đúng không ạ? Tức là cho làm chung rồi. Nhưng mà nhiều khi anh thấy cũng vậy thôi. Thì anh có sẵn sàng cho một người mới ra trường để nạp đơn với anh, ít nhất nhìn thấy không có
lười biếng, không có hồi thối, không có nói năng lung tung, không có chửi thề văn tục, ví dụ như vậy. Tại sao không cho người ta cơ hội? Mà giống như ông ta là cái gì? Ông ta là cựu chiến binh, đúng không? Ông ta là luật sư, ông ta có vợ là dược sĩ. Có nghĩa là nói như tiêu chuẩn của mấy người bao nhiêu lâu nay họ khoe khoang là rõ ràng gia đình thành đạt, gia đình đạo đức, không có đổ vỡ, không có cờ bạc rượu chè, không thiếu nợ, không khai phá sản. Ủa nếu vậy thì chỉ có cái là quý vị nói là bây giờ có là có thành tích hay không. Mà Khải đã nói rồi, thành tích của quý vị là dối trá, là bịp bợm, là lợi dụng cộng đồng. 50 năm nay ông bà Sean Steele và Michelle Steele đã nắm cái quận cam, nắm cái tiểu bang này mấy chục năm nay. Cộng đồng mình có được cái trung tâm sinh hoạt chưa? Chưa. Đừng có nói với Khải là họ không có khả năng. Một năm cái quận này không, một người giám sát viên có quyền điều hành cái quỹ 10 tỷ đô la. Thì không thể nói họ không rót ra được mấy chục triệu đô la để giúp cho cộng đồng mình có cái trung tâm sinh hoạt. Bằng chứng là bên San Jose trong vòng một nút nhạc, đúng không ạ? Họ rót xuống 60 triệu. Thành ra ít nhất mà chúng ta nên nhớ là liên bang 2 năm bầu cử một lần. Đúng ạ, thành ra quý vị, Khải kêu gọi mọi người cứ dồn phiếu, người Việt chúng ta sẽ làm nên lịch sử. Khải hứa với anh Mai Tiến Dũng, năm nay nếu mà người Việt mình dồn phiếu cho anh Derek Trần sẽ đắc cử. Sẽ đắc cử, sẽ trở thành dân biểu liên bang gốc Việt đầu tiên đại diện cho Nam California, đại diện cho Little Sài Gòn. Rồi sau đó 2 năm, nếu mà quý vị là người cử tri gốc Việt mà muốn đưa đảng Cộng Hòa, đưa ứng cử viên Cộng Hòa vào thay thế anh Derek Trần, Khải sẽ, một là Khải sẽ đứng ngoài, hai là nếu mà quý vị cái ứng cử viên nó sáng giá hơn, Khải sẵn sàng ủng hộ ứng cử viên đó. Nhưng cái dứt khoát là Khải thấy đến lúc mình phải loại bỏ, mình phải tiễn bà Michelle Steele ra, không còn tiếp tục để cho họ khống chế lợi dụng cộng đồng mình nữa. Giám sát viên quận Cam, ông Vicente Sarmiento. We'd like to introduce Supervisor Vicente Sarmiento. He's doing wonderful things for District 2. Thank you for all you do and thank you for being here to support Derek. Xin chào quý vị. It's such an honor to be with all of you today. Thank you for coming out for the next representative for the 45th District, Derek Tran. Yes! So I am Vicente Sarmiento. I'm the Orange County Supervisor for the 2nd District, which includes all of Santa Ana, parts of Anaheim, Orange, Garden Grove, and Tustin. I don't leave my district often, but I leave it when there's an important reason, and this race is an important reason to leave my district and come help Derek Tran, right? I want you to know that we have somebody very important with us who you're going to be hearing from later on. I just want to welcome him on behalf of the County of Orange to the Minority Leader, Hakeem Jeffries. Let's give it up for Hakeem Jeffries, who's going to come here and say a few words, and realizing that this race is important to us in Orange County. It's important to us and all of us in this district, but it's important to the country. This is one of those critical races that's going to tip the balance for democracy, for fairness, for working families, for immigrants, for the Vietnamese community that needs a congressional representative. I want you to know that this is going to be a very close race. Very, very narrow. And there's a large group of Latinos and Hispanics that live in the 45th district. My message to them is that we have to be with Derek. We have to get out the Latino vote, the Hispanic vote for Derek, because we know he stands with those working families. His opponent is a former county supervisor. She held a position on the board like I do. Unfortunately, she's tied to a lot of people that did bad things, corrupt things, bad things to make the Vietnamese community be ashamed of. That's not something good. We know Derek stands for high ethics, high morals, and he will make you all proud. He will make us all proud. So with that, please, let's continue to support him. It's so great to see this beautiful crowd. I had the honor of representing the Vietnamese community when I was mayor of Santa Ana and council member. So I know your community needs
good representation, and we will be with you. We'll make sure we get out the Latino vote, the Vietnamese vote, and the good vote for Derek Tran. Thank you, everybody. Let's make some noise. I want to introduce my good friend, who is the chair of the Democratic Party here in Orange County, who stands for justice, democracy, fairness, all those things that we know the Democrats want to do for the Vietnamese community. And she is somebody who's made this county balanced, made sure that those issues are ones that represent people well. She's a loud voice in the entire country. People respect her because she's made people popular here that had strong voices. So, Ayla Briceño, she's the chair of the Democratic Party. Please make a round of applause for her. Thank you, Supervisor. Thank you. A big round of applause for Supervisor Sarmiento. Cincha Quivi. My name is Ada Briceño. I'm the chair of the Democrats here in Orange County, and I'm so happy to be with every single one of you. Folks, I'll just say we're not going back. It's not an option to go back for the women of this country. It's not an option to go back for the environment. And it's not an option to go back for democracy. We all know that extremism looks like. It looks like Michelle Steele, and it looks like Andrew Doe. And we have already seen it, and we are not going back. Am I right? Michelle Steele has voted against the Voting Rights Act. She voted against bipartisan infrastructure, a historic bill that helped so many in our country. And it changed people's lives. But that didn't stop her from trying to take credit for it. She tried to take credit even though she voted no for it. She voted against environmental protections, and she has stood for rising taxes in the middle class families. We don't want that, right? No. Michelle Steele's ugly campaign tactics are there for every one of you to see. She paints her opponents as communists, and she tries to exploit the trauma of the Vietnamese community only for her personal gain. She's trying to do that right now to Derek Tran, and he has served in the army for us. But that's not going to work this time, is it? It is not going to work this time. That's why in a short period of time, we've seen tremendous momentum for Derek Tran in the 45th Congressional District. Have you felt it? Yeah. We saw a USC poll that recently came out that showed that he was 2 points above. And you made that happen. You made that happen. And there's a report that moves his race from a Republican leading to making sure that it's a toss-up race, and we're gonna take it on November 5th, is that right? Yeah! Orange County is fighting back, is that right? Yeah! Let me say that Hakeem Jeffries needs Derek Tran in Washington, D.C., and so does Little Saigon! Yeah! Yes. Thank you, Democratic leader Jeffries, for prioritizing this race, and we wanna welcome you to Orange County. Derek has taken this county by a storm, and the 45th as well. I love his energy, his enthusiasm, and mostly his hard work. And he's going to be ready to lead you all as soon as he gets in. I connect with Derek in so many ways. I'm an immigrant. I fled a dictator. I came to this country as a refugee. And he, with his roots, his parents being refugees, understands my plight and understands your plight and what we need in Washington, D.C. This is one of the many reasons why it's important to have a Vietnamese vote and voice in the halls of Congress. Are you with me? Yeah. This district, and I was part of the redistricting process by making sure that comments were in.
This district was drawn for the Little Saigon area, and who better to represent it than Derek Tran, am I right? Yeah! We can't take this race for granted, folks. We know that. We're working tirelessly, touching as many voters as possible. We're knocking on doors. We're texting, right? We're calling people. It's one-on-one that's gonna make Derek win across that finish line. And you know, we gotta prioritize this. Will you make another donation today? Will you help us make sure that we get across the finish line? I'm all in. Are you all in? Yeah! Folks, I'm proud to represent and to bring up a proud veteran and a small business owner. Help me welcome our next congressional representative of the 45th District, Derek Tran. Thank you, Chairwoman Arsenio. Hello, Little Saigon. Xin chào mấy bác, mấy cô, mấy chú, mấy anh, mấy chị. I just want to say how happy I am to be in front of you all. One of the things, you know, I share is that same story that so many of you in this room have, from being the son of refugees, your kids, my parents' struggle as boat people coming to this country, and how hard it was for them to work, to get off food stamps, to get off WIC, to build up a business so their kids can go to school, made something of myself, gave back to this country by running for Congress, that's one, by enlisting in the military to make sure that I gave back to the community, to the country that gave my parents so much. But with that, you know, I want to share that I'm going to make you proud when I get up there, and it's going to be my honor to do so, because we share so many of these similar stories that our voice is not heard in Washington, D.C. But today, I'm very proud to be joined by my fearless leader, Hakeem Jeffries. So let me say a few words about Leader Jeffries. Before Hakeem Jeffries was minority leader, before he was a member of Congress, a member of the State House, a lawyer, a law clerk, a student, he came from working class parents in Brooklyn. And he has not forgotten where he's come from. Hakeem Jeffries leads the fight in the House for the people and against extremism like Michelle Steele and their dysfunction every single day. He leads the fight for policies like the bipartisan infrastructure deal, inflation reduction, CHIPS and Science Act, bringing money back for our roads, our infrastructure, bringing technology back in our nation, lowering insulin costs and capping it at $35. Hakeem Jeffries is a champion of preserving our freedoms, whether it be reproductive rights, the right to vote, or the right to love who you want to love. We are so thrilled to have him here, to have his support in this race, and to work together to flip California's 45th district. Let's give a warm welcome to my leader, my mentor, the next Speaker of the House, Hakeem Jeffries. Good afternoon, what an honor and a privilege to be here with all of you in support of a great man, a great husband, a great patriot, a great leader, and with your support, the next member of the United States Congress, Derek Tran from the 45th Congressional District. So as House Democratic leader, I've had the honor of traveling across the country over the last week or so, and will do that for the next several weeks. In the last week or so, I've been in Phoenix, Arizona. I went from Phoenix, Arizona to Portland, Oregon to Albuquerque, New Mexico, Albuquerque, New Mexico back home to Brooklyn, New York to New Haven, Connecticut back to Manhattan, Manhattan to the Lehigh Valley in Pennsylvania. Yesterday I was in Akron, Ohio, but what an honor today to be with all of you in Little Saigon.
so many amazing people from the Vietnamese American community. Now I know that the Vietnamese American community is hardworking, entrepreneurial, family oriented, community connected, spiritually grounded, incredibly patriotic, and you cook amazing food. What a great combination. I'm so thankful to be here with all of you during this critical moment for the community, for Orange County, for the state of California, for the Congress, and for the country, which is why I'm so thankful that this tremendous young man has made the decision to run for office, to seek to represent you in the halls of Congress. Now he's running against someone who is not committed to working in a bipartisan way, but unfortunately has made the decision, as opposed to debating the facts, talking about her vision versus our vision, the things that matter to you, fighting for small businesses, fighting for safe communities, fighting for the strongest economy, as opposed to debating the facts. It's unfortunate that Michelle Steele has chosen to lie about Derek Tran. Lie about the Vietnamese community. Because when he calls Derek Tran a communist, she's saying that all of you are communists. But we know that Derek Tran is an Army veteran, a small business owner, a patriotic American, a child of refugees, a father of three, a community leader. And with your help, on November 5th, we're going to retire Michelle Steele and her lies and send Derek Tran to the United States House of Representatives to represent the Vietnamese American community, Little Saigon, and the people of the 45th Congressional District. Now, this is going to be a close election. This is going to be a close race. And so it warms our heart to see all of you on a Saturday to come out in support of Derek Tran, because we need the help. We need you. We need to make sure that over the next several weeks, you're doing everything possible in this critical election, that you're talking to everyone in your family, every one of your neighbors, every one of your coworkers, everyone in your community, about the importance of electing Derek Tran, who's going to serve everyone in the United States Congress. But you know, in the House of Representatives, we, the founders of this country, determined that the House of Representatives would be the institution, the part of the federal government that would be closest to the American people. That is what the House was supposed to represent. And so that means that in order for us to do that as a Congress or as House Democrats, and we're committed to always putting people over politics and to fighting for lower costs, fighting for the strongest possible economy, fighting for good paying jobs, fighting for safer communities, fighting to make sure that we're standing up for the elders of the community, because we're proud to stand on your shoulders. But in order for us to do that to the best that we can, it's important that the House Democratic Caucus reflect the diversity of all of America. And we're proud that in the House we have more African Americans serving in the Congress than ever before. More Latinos serving in the Congress than ever before. More women serving in the Congress than ever before. More Asian Americans serving in the Congress than ever before. But when Stephanie Murphy, who was Vietnamese American from Central Florida and a proud member of the House Democratic Caucus, when she decided to retire, to go back home, it meant that even in the midst of all of that diversity, we lost an important voice. But Derek Tran is that voice.
A voice for Little Saigon. A voice for the Vietnamese American community. And if we put the work in, over the next few days, next few weeks, if we do everything that we can, then we will make history and elect Derek Tran as a Vietnamese American serving in the House of Representatives, representing this community, fighting for all of you, fighting for California, fighting for our democracy, fighting for our country. And when we get this done, we can say that the best in this community and in America is yet to come. God bless you. God bless the Vietnamese American community. God bless Little Saigon. God bless Derek Tran. God bless the United States of America. Let's go win this race. Economy remains something that everyone is impacted by. Rising costs at the grocery stores, childcare costs, those are some of the focus I intend to take on when I get to Congress. All right, thank you so much. Thank you, everyone. Cảm ơn quý vị vừa rồi là những lời buổi tiệc gây quỹ của ứng cử viên Derek Tran, người ra tranh cử chức vụ dân biểu Liên bang Hoa Kỳ. Một lần nữa, tôi cảm ơn quý vị thật nhiều đã quan tâm thời gian phút vừa qua. Và bây giờ, tôi xin kính chào. Tôi xin gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.